Dạ Mùng Mai Trái Chè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ đến vườn mai của nhà em ha. Và hôm nay thì mấy hôm nay thì khách hỏi em về cưa kéo đục kìm được rất là nhiều cả nhà. Hàng hôm nay em vừa mới tới luôn nè. Trời ơi, cưa bén ngót luôn nha. Cưa lớn, cưa nhỏ, rồi đục lớn, đục nhỏ, rồi dao lớn, dao nhỏ. Cái nào cũng có hết luôn cả nhà. Đây, cưa thì nó có hai loại nha. Đó. Một cái trời cưa, trời ơi, sáng loáng luôn cả nhà. Đó. Đây, một cái loại cưa sáng loáng luôn. Cái này là 250 nha. Đó. Đây. Cả nhà nhìn thấy nè, cưa gì cưa nha, muốn cưa gì cưa. Rồi cái này là giá 240.000 cưa Hàn Quốc. Và đây là tiếp một loại nữa. À, ai có những cây nhỏ không cần cái lưỡi cưa dài thì hãy chọn cái cưa này nha. Cưa này là cưa Đài Loan. Đây. Cái chắc hơn vàng của em á cả nhà. Đó. Nè, trời ơi trời, trên cái lưỡi có để Made in Taiwan. Em học tiếng Anh tiếng Hàn nói như gió luôn nha. Rồi, cây này là cây cưa 160 nha. Hồi nãy là 250, cái này là 160, nó vẫn bén ngót luôn nha cả nhà. Chất lượng thì như nhau, tuy nhiên là cái hàng này là cây nhỏ. Ví dụ như chúng ta có thể xài những cái loại nhỏ thì chọn cái này nha. Cái này là giá 150 nha cả nhà, 150. Rồi, và tiếp hàng bên đây, đục đây, đục nha, muốn đục gì đục nha. Đục, đục, đục mà. Ủa kìm. Ủa lộn. Cái chạm. Trời ơi không có đục. Đục chưa có về nha cả nhà. Đục thì mọi người liên hệ bên bên anh của em giùm nha. Bên cái kênh ba ship ba vàng á cả nhà. Tại vì cả nhà biết sao không? Hàng đục á thì nó hay bị lỗi. Mà em á thì không có chuyên, cho nên là tụi em không có kiểm tra được cái đục lỗi, rồi mắc công gửi cho quý khách nữa. Cho nên là đục quá thì mọi người cứ liên hệ bên cái kênh ba ship vay vàng nha. Bên đó thì anh em sẽ ship nha. Đây, cái này là cạp xéo nha, cạp đa năng nha cả nhà. Đó, cái loại này thì hôm trước đúng là có 390. Tuy nhiên thì cả nhà biết rồi, cái hàng gì bây giờ dịch mà cái hàng sắt cái này nó lên quá trời luôn. Nó lên bây giờ là em cũng gán con đó là giá chỉ có 401 thôi nha cả nhà. Đó, 401. Đây là cạp đa năng nha. Rồi, bây giờ là cái này là cạp tròn. Đó ha, nó có hai loại cạp nha cả nhà. À, cái cạp tròn này thì hiện tại là giá 390 nha. Đó, 390.000. Đó, này là cạp xéo và cạp tròn nha. Rồi, bây giờ là tiếp thêm là một cái những cái loại kéo cắt cành đây. Đây, kéo này á là em có hai loại nha. Một loại 201 là kéo màu cam nè. Đó ha, alo. Kéo màu cam nha. Rồi, cái này là 201 nha. Rồi và tiếp tục là còn cái hàng kéo này là kéo lưỡi vàng nè. Nó cái loại kéo này bén như gươm luôn ha. Rồi. Đây. Đây cả nhà. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây cả nhà. Đây ha, này là 250 nha. Thì cả nhà thông cảm giúp giùm em một món thì phụ em 30.000 tiền ship, còn 3 món trở lên thì bên em sẽ cố gắng bao ship cho chúng ta nha. Đây là cái kéo lưỡi vàng đây 250. Rồi, tiếp tục hàng nữa chính là hàng kéo tỉa cả nhà. Đây, kéo tỉa. Cái này muốn tỉa gì tỉa nha. Tỉa lá, tỉa cành, tỉa gì đó cũng được hết nha. Rất là hữu dụng luôn á cả nhà. Đó đây. Rồi cái này thì giá là 90.000 nha. Lúc trước thì 80 nhưng hôm nay lên 10.090. Rồi, tiếp tục là một cái hàng kéo nữa, đó là cái kéo này á là của Made in Japan nha. Loại này á thì đỏ trắng cả nhà, giá là 180. Đó, tất cả các cái mặt hàng á thì bên em đều có hết cả nhà. Rồi, đây, tiếp tục là một cái hàng dao gấp cây nha. Đó, dao gấp cây. Đây em sẽ cho coi nha cả nhà mình cục đâu. Tháo hàng dao giùm con. Rồi, đây là dao gấp cây nha cả nhà. À, dao này bén như gươm. Trời ơi, nhìn thấy mà khiếp luôn nè. Nè cả nhà. Đó, gấp cây 210.000 nha. 210.000 một cây nha cả nhà. Đó, đây là hàng dao ghép. Rồi, tiếp tục là cái kèm cà cắt dây nhôm. Cái kèm này là 100.000 một cây nha. 100.000 một cây nha cả nhà. Đó, tất cả các cái mặt hàng bên em thì đảm bảo về chất lượng và chúng em sẽ cho mình thử hàng trước khi nhận và thanh toán luôn ha. Nói chung là hàng chất lượng cho nên không sợ gì hết nha cả nhà. Đó chính là các cái loại cưa kéo kìm kẹp gì này kia bên vườn mai nhà em. Nếu mà ai thích loại nào thì xin hãy alo nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.